hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Hỡi bà con đến xem mùa cưới, chân hài rong, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều. Cô dâu non non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông rể quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ô ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, bao đầy buồng. Đấy nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi. Làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son nền áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong nền tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều. Cô dâu non non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông rể quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ô ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm này bao đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi mùa cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Em ơi, chuyện chúng mình cũng
trông tung bay, sắc pháo rơi đầy đường. Quê tôi trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vội kia hăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng. Cô dâu xinh xắn mềm trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vội kia hăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Là hiền trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân.
gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Là hiền trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ đông.
chú dê thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ Hà. Thank you.
phút này một lần nữa chúng tôi xin được mạn phép đỡ lời cho tiếng nói ân tình của gia đình Hòa Liên Chay cùng với cô dâu và chú rể. Xin được hân hoan nồng nhiệt chào mừng tới sự hiện diện, sự chúc phúc của tất cả quý vị trở về từ ngoại miền của quê hương. Cách riêng gia đình Hòa Liên Chay chúng tôi xin được cảm ơn với sự hiện diện, sự đồng hành của tất cả quý vị đại biểu đại diện cho gia đình Hòa Liên Chay. Có lẽ phải nói rằng tất cả quý vị chúng ta đã vượt qua một chặng đường khá là dài để trở về với gia đình họ nhà trai, để cùng với gia đình họ nhà trai chúng tôi long trọng tổ chức đại lễ thành hôn để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai em Trần Thi và Thu Huyền ngày hôm nay. Và vì điều kiện hôn trường cưới nhà trai ngày hôm nay có phần chật hẹp thì một lần nữa kính mong tới tất cả quý vị của hai bên gia đình chúng ta cùng hoan hỉ thông cảm cho gia đình họ trai, thông cảm cho cái thông báo chú rể ngày hôm nay. Mong rằng tất cả quý vị chúng ta cùng vui lòng tự nhiên mời chầu dùng nước và ổn định chỗ ngồi của mình để cùng với chúng tôi, cùng với hai bên gia đình giây phút này sẽ chính thức bước vào đại lễ thành hôn để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai em Trần Thi và Thu Huyền trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin để trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị, lời đầu tiên cho phép MC Quang Triều cùng với MC Trúc Duyên xin được thay lời cho tất cả anh em trong ekip thực hiện chương trình trở về từ đơn vị cưới hỏi trọn gói Minh Cận của quê hương sở tại, cũng như xin phép được lắng lời cho hai bên gia đình, lắng lời cho dâu rể. Giây phút này một lần nữa xin để trân trọng gửi tới tất cả quý vị đang hiện diện tại gia đình họ nhà trai ngày hôm nay với một lời chào, một lời cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe, trân trọng và nồng nhiệt nhất ạ. Vâng, và kính thưa quý vị, đúng là điều em đã bấy lâu rồi hỏi xin cha mẹ sống đời với nhau. Hôm nay xính lễ chầu cau, anh qua trình họ vui cầu đá vàng. Và kính thưa quý vị, đúng là trong mỗi cuộc đời ai ai cũng muốn gắn kết với người mình yêu, chung cùng một mái ấm gia đình, được nâng niu âu yếm vỗ về nhau cho đến hết cả cuộc đời. Và kính thưa quý vị, tình yêu của bạn trẻ Trần Thi và Thu Huyền cũng vậy, trải qua biết bao những năm tháng tìm hiểu, trải qua biết bao những đêm thầm thương trộm nhớ, thì ngày hôm nay đây được sự vun đắp của đôi bên gia đình, được sự công nhận của giáo hội cũng như xã hội, và được sự chúc phúc của toàn thể quý khách xa gần trở về trong ngày vui trong đây cùng chúc phúc chứng kiến cho mối tình của bạn trẻ Trần Thi và Thu Huyền của chúng ta. Họ đã chính thức nắm chặt tay nhau để đi đến ngưỡng cửa của hôn nhân và hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, và lời trăm hoa thì luôn nở một giờ, tình yêu son sắc đời trở lại đây, ông tơ bà nguyệt xe dây, nguyện thề cho đất ta cùng có nhau. Và dù cho bãi bể nương dâu, tình chồng nghĩa vợ trọn đời thủy chung. Giờ vang đến tiếng chuông đồng hồ đã điểm, giờ phút này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời trở về sân khấu, đó là sự hiện diện của bạn trẻ Trần Thi Thu Huyền. Hai em chúng ta cùng với lòng đứng dậy tay trong tay tiến bước về khu vực sân khấu để chính thức ra mắt tới sự hiện diện, sự chúc mừng của tất cả quý vị đang hiện diện tại gia đình họ Chay. Xin mời. Đã cùng với ekip thực hiện chương trình ngày hôm nay chính thức bước vào đại lễ thành hôn để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi duyên mới Trần Thi Thu Huyền. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn và ghi nhận, xin được chúc cho tất cả quý vị có những giây phút tại gia đình họ nhà trai ngày hôm nay luôn luôn vừa được vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy tình cười. Và kính thưa quý vị, vậy là bao ngày thân đất hôm nay nên tình, nên nghĩa, nên say, nên nồng, đôi bên ta tặng một chữ chồng để cho bạn chọn đời thủy chung. Giờ đây trước sự chứng kiến và sự chúc phúc của tất cả quý vị trở về từ hai bên gia đình nhà trai cùng với gia đình họ gái, chúng tôi mong rằng tất cả quý vị chúng ta cùng tiếp tục hoan hỉ tự nhiên mời chầu dùng nước và cùng hướng ánh mắt yêu thương của mình trở về sân khấu, trở về đôi bạn trẻ Trần Thi Thu Huyền
để cùng với chúng tôi, cùng với hai bên gia đình, giây phút này sẽ chính thức bước vào với tất cả các nghi thức đặc biệt nhất của đại lễ thành hôn, cùng chúc mừng hạnh phúc cho em Trần Thi và Thu Huyền ngày hôm nay. Giờ phút này xin được trân trọng giới thiệu và kính mời trở về sân khấu, đó là sự hiện diện sự đồng hành của hai người mẹ thân sinh đến dâu và chúng thể cùng tiến bước trở về sân khấu để cùng với chúng tôi chính thức bước vào nghi thức trao dâu trao rể, nhận dâu nhận rể tại sân khấu ngày hôm nay. Xin mời. Trong ngày vui chiều đang hôm nay ạ, trước sự xuất hiện của hai người mẹ tuyệt vời nhất, xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, vậy là hôm nay thì các tỉnh thông gia mà tình sâu như đất Hồng Hà Cửu Long, hôm nay tứ hải giao tình như rằng bốn biển như sinh một nhà, xin được chúc cho tình nghĩa thông gia của nhà chúng ta sẽ mãi mãi bền chặt keo sơn. Và xin mời hai người mẹ cùng quay về nhau, cùng chính thức chào với nhau với một cái bắt tay thật chặt để cùng siết chặt tình thông gia từ đây và cho đến mãi mãi muôn đời. Chia sẻ chúc mừng của quan hệ quý vị, xin mời. Vâng, xin được chúc cho tình cảm, xin được chúc cho tình cảm hai thông gia của chúng ta ngày càng keo sơn thắt chặt. Tại giờ hôm nay sum họp chúc mừng tình trong một khắc nghĩa dài trong năm. Kính thưa quý vị, vậy là đi khắp thế gian thì không ai thương con bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai bỏ bằng cha, nước biển mênh mông không có người tình mẹ, mà mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Ngày hôm nay thì con đi xây dựng gia đình với tình cảm thiêng liêng nhất của người cha người mẹ, thân sinh của chúng lễ Trần Thi có những phần quà, phần kỷ vật thiêng liêng ý nghĩa của mình để cùng chúc mừng hạnh phúc cho con trong ngày vui, ngày phúc hôm nay. Giờ đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời với sự hiện diện sự chúc phúc của người cha người mẹ, thân sinh của chúng lễ, xin mời. Và giờ đây xin mời cô dâu chú rể chúng ta cùng đến với món quà của người cha mẹ sinh ra chú rể Trần Thi ngày hôm nay, cũng trở về với hai con với những kỷ vật chúc phúc trời con cho ngày vui trọn đời. Và kính thưa quý vị, đó là cả cuộc đời mẹ cha tất bật cho chúng con lẽ sống tình yêu, đại dương bao la đâu đã là nhiều, với chúng con mẹ cha là tất cả, biết bao tình yêu thương cha mẹ dành dựng cho hai con. Thì hôm nay cũng với những kỷ vật cha mẹ đã chất chiêu cũng trở về với các con, cùng mong chúc cho các con mãi mãi bên nhau trọn đời hạnh phúc. Xin được chân cảm tạ cha mẹ rất nhiều, xin chúc cho cha mẹ có thật nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống. Và kính thưa quý vị, giây phút vừa qua thì tất cả quý vị đã cùng đồng hành với người mẹ thân sinh của chú rể Trần Thi, chúc mừng hạnh phúc cho hai con bằng những phần quà, phần kỷ vật thiêng liêng của mình. Và ngày hôm nay đặc biệt trong chín phút này thì ở tại tư gia của gia đình Hòa Nhà Trai, chúng tôi được đón nhận với những tình cảm, sự hiện diện, sự chúc mừng của tất cả quý vị, đại biểu, quan khách, quý của bà cô thì chúng bắt của bạn đang đến gần xa, trở về từ 64 tỉnh thành trên cả nước, đó chính là những phần quà vô giá và ý nhất mà hai em Trần Thi, Thu Huyền được đón nhận. Giây phút này một lần nữa chúng tôi xin được trân lời cho bên đây, đã lời chào tạm biệt, xin được cảm ơn và kính nhận với những tình cảm chân quý, tấm lòng và lòng tất con của tất cả quý vị. Xin được chúc cho tất cả quý vị cùng với gia đình luôn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và kính thưa quý vị, đúng là anh em như thể chân tay, dây lên được bọc giờ hay đỡ đần. Và trong ngày vui trong đài ngày hôm nay, với món quà của em Duyệt cũng trở về với anh chị, cùng chúc phúc cho anh chị trong ngày vui trong đài hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay bằng tình cảm của người em trai chú rể Trần Thi cũng trở về với những tình cảm đẹp nhất cùng và chúc phúc cho anh chị mãi mãi bên nhau trọn đời hạnh phúc, cũng xin lời cho anh chị xin được ghi nhận và chân thành cảm ơn em rất nhiều. Và kính thưa quý vị, vậy là tình anh em thì như thể tay chân mà đánh lệnh đồ bọc sở hay đỡ đần. Ngày hôm nay thì anh đi xây dựng gia đình với tình cảm thiêng liêng nhất của người em trai, cùng chúc mừng cho anh chị bằng những phần quà gia đình nghĩa thiêng liêng của mình. Xin được cảm ơn tình cảm của em rất là nhiều. Và một lần nữa xin được chúc cho tình yêu của hai em trăm năm tình viên mãn và bắt đầu nghĩa phu thê. Kính thưa quý vị, vậy là công cha thì như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, nước trong nguồn chảy ra mãi mãi, mà núi Thái Sơn vững chãi ngàn đời. Khoảnh khắc này chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời trở về sân khấu
đó là sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai cùng với gia đình hỏi gái sẽ có những lời phát biểu, những lời chính thức trao và nhận dâu của hai bên gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai bác đại biểu đại diện cho nhà trai hoặc nhà gái chúng ta hãy vui lòng tiến lên sân khấu ngày hôm nay để chính thức đến với những lời phát biểu, những lời chính thức chào dâu chào rể cho ngày vui trọng đại trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chào đón cái sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn ngày hôm nay. Và ngài xin mời hai ông trưởng đoàn ạ. Ông trưởng đoàn gia đình nhà trai sẽ đứng cạnh chú rể và ông trưởng đoàn gia đình nhà gái sẽ đứng cạnh cô dâu ạ. Xin mời ạ. Vâng ạ, xin mời ông trưởng đoàn nhà trai sẽ đứng cạnh chú rể ạ. Vâng ạ, xin mời hai ông cùng tiến bước lên sân khấu ạ. Vâng ạ, xin mời cháu Tuyển đại diện cho gia đình đoàn trai cùng tiến bước về sân khấu ạ. Vâng ạ, xin mời ạ. Đang hiện diện trên sân khấu đó là sự hiện diện sự đồng hành của hai bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai cùng với gia đình hoàng gái. Giờ đây trước sự chứng kiến và sự chúc phúc của tất cả quý vị trở về từ hai quê hương gia đình nhà trai và gia đình hoàng gái, chúng tôi mong rằng tất cả quý vị chúng ta cùng hoan hỉ tự nhiên mời chào dùng nước, đặc biệt giây phút này cùng lắng nghe với những lời phát biểu, những lời chính thức chào dâu của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình hoàng gái ngày hôm nay. Xin để trân trọng giới thiệu và kính mời ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác, bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu. Hôm nay ngày hạnh phúc trăm năm của hai cháu, tôi đại diện cho gia đình nhà gái xin được cảm ơn sự tiếp đón của các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô dì chú bác, họ nhà trai, và cũng xin gửi gắm cháu râu của họ nhà gái chúng tôi là cháu Quyền chính thức trở thành con râu của ông bà, ông bác và toàn thể cô dì chú bác của họ nhà trai. Và cũng nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu của hai cháu hôm nay và mãi mãi. Và trước khi ngừng lời, tôi xin được kính chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể cô rì chú bác và toàn thể hội hôn chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn với những lời phát biểu vàng ngọc sắc son đầy nghĩa của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình hoàng gái ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và nhà gái hân hoan mừng rể thảo mà nhà trai phấn khởi đón dâu hiền. Giờ phút này chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời với những lời phát biểu, những lời cảm ơn và những lời chính thức nhận dâu kể từ giờ phút này do sự hiện diện của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình hoàng trai. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Vâng, kính thưa đoàn ca múa nhạc, thưa các cụ, các ông, các bà, các bác và anh chị em nam nữ thanh niên của hai họ bốn bên xa gần kính mến, thưa các vị, hôm nay tôi đại diện vị đại biểu họ nhà trai trước hết xin cảm ơn tất cả quý ông, quý bà và anh chị em nam nữ thanh niên của hai họ đã không quản ngại đường xa xa xôi thì giờ thì bần mải đã trở về hôm trường để vui liên hoan uống nước chè xanh và mừng hạnh phúc cho hai cháu. Thưa các vị, đúng là như vậy, cha mẹ thì sinh ra ta nhưng tình yêu thực sự ở ta, ở mình. Người ta thường nói một cái câu rằng cháu Thi thì cứ chiều chiều ra đứng bờ sông để mà ngắm cảnh ngắm vui, thế nhưng mà đây cháu thì cứ chiều chiều ra đứng ở ngã ba đường đấy. Thế chiều chiều nghe thấy tiếng chuông chiều thì bắt đầu cháu lại lên nhà thờ ôm lấy cái đàn để đánh, những tiếng đàn của cháu nó bay xa lắm, bay từ Thái Bình bay vào đến miền Nam, rồi nó lại bay vào Sài Gòn, rồi nó bay vào Đắk Nông. Thế là làm cho cháu Huyền đang hái cà phê ở Buôn Mê thật là mỏi mê chân tay, mê mẩn về cái tiếng đàn của cháu, thật là nó quyến rũ lắm, lúc trầm lúc bổng, lúc cao lúc thấp. Bởi thế cho nên hai cháu yêu nhau, thế là yêu từ tuổi còn xuân mà đến khi răng rụng tóc đã ngả màu vẫn cứ còn yêu. Thưa các vị, hôm nay là ngày mà Thiên Chúa ban cho hai gia đình có một cái ngày vui, đồng thời Thiên Chúa lại ban tặng cho các cháu có một cái tình yêu không phải trăm năm mà cho mãi mãi đến muôn muôn đời. Bởi thế các cháu đã yêu nhau thì các cháu phải yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau lúc vui cũng như lúc buồn, lúc khó khăn cũng như lúc hoạn nạn, trước hết với đẹp lòng Chúa, sau nữa với vui lòng cha mẹ đôi bên. Nhân ngày vui hôm nay,
cho phép tôi được chúc tất cả quý cụ, quý ông, quý bà và anh chị em nam nữ thanh niên một lời chào mạnh khỏe. Nhân dân cá nhân xin cầu chúc cho hai cháu luôn sống trong bình an. Vâng, quý vị, chúng ta vừa lắng nghe lời phát biểu của hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai phái đoàn, cũng đã có những lời cảm ơn tới toàn thể quý vị đã trở về trong ngày vui trọng đại, cùng chúc phúc cho bạn trẻ cũng như chúc phúc cho bên gia đình trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Và quý vị, chúng ta cũng đã nghe những lời tâm tình của hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai phái đoàn, cũng thầy truyền những lời chính thức cho dâu cho nhận dề trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay. Và giờ đây xin mời hai bác trưởng đoàn chúng ta hãy vui lòng tiến lên một bước để bắt tay nhau một cái bắt tay thật chặt để siết chặt tình cảm thông gia hai nhà lên một tới đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Giờ đây xin mời hai bác trưởng đoàn quý vị cùng chúng này, chúng ta cùng trở về vị trí ban đầu xuất phát của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời. Kính thưa quý vị, và là trận thi Thu Huyền ơi hãy nhớ lời cha, mà trước các lời mẹ nhớ mà ghi tâm, đèn soi trong chốn tối tăm. Ấy chính là những lời đã lại truyền, nhắc cầu cho bậc tổ tiên, công cha nghĩa mẹ một đời tri ân. Trong những giây phút vừa qua thì tất cả quý vị đã cùng với ekip thực hiện chương trình trở về từ đơn vị cưới hỏi chọn gói Minh Cận, được đồng hành xuyên suốt cùng với gia đình họ nhà trai trong đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Đặc biệt cùng với hai bên gia đình bước vào với tất cả các nghi thức đặc biệt nhất để cùng chúc mừng cho dâu rể. Đến giây phút này, một lần nữa chúng tôi xin được đón lời cho hai bên gia đình, đón lời cho dâu rể, xin được cảm ơn và ghi nhận với những tình cảm chân quý, tấm lòng và lòng sắt son của tất cả quý vị. Và đặc biệt xin được chúc cho tình yêu của hai em Trần Thi Thu Huyền trăm năm tình viên mãn và bạc đầu nghĩa phu thê. Vậy là sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Nguyện xin Thiên Chúa Mẹ Maria cùng Thánh Phêrô Quan Thầy bổn mạng của chú rể luôn luôn chúc phúc cho mối tình trăm năm của hai em Trần Thi Thu Huyền trăm năm tình viên mãn và bạc đầu nghĩa phu thê. Quý vị có thể nổ một tràng pháo tay thật lớn hơn, đồng nhiệt hơn nữa để cùng với chúng tôi tiếp tục chúc mừng cho dâu rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời ạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và là mừng cho phúc đôi đôi, mừng cho các bạn trọn đời thủy chung, chim tung cánh loan tin mừng hạnh phúc, hoa cười đón ánh nắng bình minh. Đến đây chị sánh vai như lòng với phượng chúc may một nhà. Họ hàng có bác gần xa, mừng cho phúc tảo tần cà phê và chúc cho duyên thắm ma kề, trong hạnh phúc không hề đổi thay. Để mở đầu chương trình nghệ cùng chúc mừng cho dâu rể, chúc mừng cho bên gia đình ngày hôm nay. Giờ đây cho phép em xin quay chiều cùng với nữ ca sĩ Trúc Duyên xin được kính chuyển tới toàn thể quý vị với một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh, ca khúc được mang tên Thái Bình Quê Tôi. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức trong buổi chiều ngày hôm nay. Sân khấu
đến với giọng ca của chàng trai Ngọc Hân ngày hôm nay, cũng trở về với lời ca tiếng hát cùng gửi tới chúc phúc cho bạn trẻ, chúc phúc cho gia đình trong ngày vui trọng đại. Xin được trân trọng kính mời. Lời đầu tiên cho phép Ngọc Hân xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể hội hôn để mừng hạnh phúc cho bạn Thi đẹp trai và bạn Huyền dễ thương. Sau đây thì Ngọc Hân xin có một ca khúc nho nhỏ xin gửi đến để mừng hạnh phúc cho hai bạn. Em sẽ qua và anh sẽ chờ và anh sẽ đợi dù cho gió mưa giăng kín khiến anh không tìm được thấy đường em và để anh lạc trong đêm tối tăm. Này người yêu ơi, có biết anh buồn anh lẻ loi, đường đi quá nhiều rồi mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường. Chú rể trong cái vui trọng đại hôm nay xin được ghi nhận và chân thành cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, để liên tục tiếp theo trong văn nghệ trong buổi trưa ngày hôm nay, giờ đây xin mời quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu đến với một giọng ca đến từ gia đình ngày hôm nay. Giọng ca của anh Mạc cũng trở về với lời ca tiếng hát cùng chúc phúc cho hai em trong cái vui trọng đại. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, ta nổ một tràng pháo tay thật lớn đến với giọng ca của anh Mạc ạ. Anh sẽ đi làm thơ tình ai, thì sẽ có mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trắng mờ tối, đợi chiều vàng không dên làn đông, đợi một lần không gian đổi mới. Tình tú trời cao, thành phương biển xa. Bay lễ đăng quan trên cầu trong đèn và hầu về. Quý vị khi mới yêu nhau thì bạn trẻ Trần Thi Thu Huyền của hai gia đình cùng một quê hương, chúng ta đã từng ước nhau rằng ước gì thân được chung đôi, chúc cho mẹ chúc bà chúc ông ban ngày chung việc đời thường, ban đêm chung gối chung chăn chung phòng. Và ước mơ đó thì ngày hôm nay đã trở thành hiện thực đối với em Trần Thi cùng với Thu Huyền. Đặc biệt trong buổi trưa ngày hôm nay thì tại Tư Gia Gia Đình Hòa Nhật Trai, chúng tôi liên tục được đón nhận với những tình cảm, sự hiện diện, sự chúc mừng của tất cả quý vị trở về từ hai bên gia đình nhà trai cùng với gia đình bạn gái. Giây phút này chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị cùng với chú rể cũng như hai người mẹ, chúng ta cùng vui lòng đứng dậy và tiến bước trở về khu vực trước cổng hoa của gia đình để chúng ta cùng cảm ơn, ghi nhận với những tình cảm, sự hiện diện, sự chúc mừng của tất cả quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị, được đồng hành xuyên suốt với gia đình